Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo hạ lãi suất điều hành lần thứ ba. Các bạn biết rằng là gì? Nếu mà không hạ lãi suất điều hành thì trong nước, kinh tế trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều các khó khăn, và các doanh nghiệp chính là xương sống của nền kinh tế. Những cái vấn đề lớn, ví dụ như trong vĩ mô kinh tế thế giới, rồi kinh tế trong nước, rồi những vấn đề liên quan đến đấu tranh phòng chống tham nhũng, rồi những các vấn đề liên quan các chủ tư, liên quan ngân hàng, liên quan trái phiếu, liên quan các pháp lý các dự án, rồi là các cái người dân mua khi mà lãi suất ngân hàng quá cao, rồi là mất cái thanh khoản. Cái tâm lý người mua hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề, mặc dù là tiền thì còn rất là nhiều. Các bạn thấy các cái gói đầu tư giải ngân công ấy, các cái gói cho vay vẫn này vẫn chưa được thông ra thị trường, đúng không ạ? Và đặc biệt là cái người còn tiền mua thì họ đang bị tâm lý. Thì tất cả cái việc mà hạ cái lãi suất, nó gợi đầu tiên, cái việc đầu tiên đó là trấn an cái tâm lý người mua cho cái xu hướng tích cực trở lại, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là gì? Là bắt buộc là phải hỗ trợ cái nền kinh tế, mặc dù hiện nay đang gặp quá nhiều các cái khó khăn. Các bạn biết là các cái chỉ số liên quan thất nghiệp, liên quan xuất khẩu, liên quan đến gọi là nguồn vốn FDI đều rất là giảm. Sự phát triển, tốc độ phát triển kinh tế của quý 1 và quý 2 đều giảm so với nhiều năm trước. Tức là cái tình rất là khó khăn. Để gọi là gì, nếu mà tiếp tục ngân hàng nhà nước có thể sẽ tiếp tục hạ lãi suất tiếp. Hiện nay chúng ta thấy là đang chờ cái việc mà Fed đợt tăng tiếp theo, hoặc là đợt lãi suất tiếp theo của Fed ở Mỹ. Thứ hai là gì, là liên quan đến Mỹ, việc Mỹ có phá sản hay lâm trần nợ công hay không. Thì tất cả cái thứ đấy đều đang phải chờ hết. Thế nên gọi là gì, hạ lãi suất thì chưa thể tốt ngay được, đúng không ạ? Chưa thể tốt ngay cho các kênh đầu tư nói chung, cho nền kinh tế nói chung, nhưng mà nó là một cái tín hiệu tích cực hơn, đúng không ạ? Còn tất nhiên là khi hiện nay thì các bạn biết rằng có hạ, có hỗ trợ và giảm lãi suất, thì cái người vay ấy, đấy, cái người mà có vay bây giờ đầu tư các cái thứ khác bên ngoài thì họ sẽ không đầu tư, tại vì nó quá khó khăn. Thời điểm này là cái thời điểm mà gì, là hạn chế đầu tư ra ngoài. Ví dụ bây giờ bạn có muốn mở một quán cà phê, bạn mở một nhà máy, bạn đầu tư một nhà hàng, bạn set up một công ty, vân vân, bạn đều suy nghĩ rất là kỹ vì có quá nhiều các rủi ro, đúng không ạ? Thế nên là nếu mà kêu mà tiếp tục hạ lãi suất, là những cái người gửi tiền ngân hàng ấy, đặc biệt những cá nhân ấy, nếu mà hạ lãi suất thấp thì họ sẽ bỏ ra, họ có thể đúng mua bất động sản hoặc là mua vàng. Còn đầu tư kinh doanh thì khi nào cái việc mà cái thông thoáng trở lại, tiêu dùng nó tăng trưởng lên, đúng không ạ, kinh tế xuất nhập khẩu nó phát triển lên, thì người ta mới đầu tư vào nhiều kinh doanh. Còn nếu tiếp tục hạ lãi suất mà kinh tế nó vẫn khó khăn như hiện nay, thì ưu tiên số 1 của các cái người mà có tiền thì họ sẽ vẫn là gửi ngân hàng để an toàn hơn. Cái thứ hai là gì, là họ sẽ mua bất động sản. Tất nhiên là cái thời điểm này thì với những người còn tiền họ sẽ vẫn mua bất động sản. Cái thứ ba, nếu mà cái tình kinh tế thế giới nó bất ổn hơn, đúng không ạ, những cái địa chính trị đang thế thay đổi rất là nhanh, là Trung Quốc, Đài Loan, rồi là Nga, Ukraine, vân vân, thì họ sẽ tích sẽ mua vàng. Cho nên là cái xu hướng tới đây thì chúng ta thấy là cái xu hướng gọi là có cái dòng tiền tới đây thì chúng ta vẫn chưa biết chính xác nó sẽ vào đâu. Thế nên là chúng ta cần phải quan sát thêm. Đó.